thưa quý vị rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC. như đã hướng ngay bây giờ mình xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin như sau thưa quý vị báo cáo mới đây của Liên hợp quốc cho thấy chỉ trong một thập kỷ hơn nửa triệu người dân châu Á thái bình dương đã thiệt mạng vì thiên tai theo báo cáo thiên tai 2015 Liên hợp quốc vừa công bố thiên tai tại khu vực châu Á thái bình dương trong một thập kỷ qua đã làm ảnh hưởng đến 1,4 tỷ người làm thiệt mạng gần nửa triệu người và thiệt hại kinh tế khoảng 523 tỷ đô la Mỹ Trước tình hình đó, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực chi tiêu nhiều hơn để chống lại các tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời chuẩn bị cho những thảm họa có thể xảy ra khi mà những nguy cơ mà khu vực này đối mặt ngày càng tồi tệ hơn do ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế và dân số mọc lên như nấm. Đại diện văn phòng phát triển khu vực châu Á Thái Bình Dương, ông Sam Sắc Ata cho rằng xây dựng khả năng chống chọi thiên tai không phải là một lựa chọn mà là một việc bức thiết cần phải làm. Báo cáo cũng cho biết khoảng 772 triệu người nghèo đang sống trong những khu vực đặc, đặc biệt do bị thiên tai và có chất lượng cuộc sống thấp như các khu ổ chuột hay các khu dân cư ven sông. Nhật Bản vừa công bố số liệu bán lẻ bất ngờ giảm trong quý 3. Điều đó có thể càng làm tăng khả năng ngân hàng trung ương Nhật Bản BOJ sẽ mở rộng gói nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Số liệu bán lẻ vừa công bố hôm 28 tháng 10 cho thấy ngành dịch vụ bán lẻ của Nhật Bản vốn không thể bù đắp cho những thiếu hụt gây ra bởi xuất khẩu suy giảm và sản lượng yếu ớt tại các nhà máy. Tin tức trên về ngành bán lẻ có thể sẽ gia tăng áp lực cho ngân hàng trung ương Nhật Bản trong việc cân nhắc mở rộng gói nới lỏng tiền tệ. Doanh số bán lẻ giảm 0,2% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các chuyên gia kinh tế đã dự đoán con số này có thể sẽ tăng 0,4%. Dữ liệu cũng cho thấy sự suy giảm trong nhu cầu xe ô tô và nhiên liệu sau năm tháng tăng liên tiếp. Các chuyên gia dự đoán trong quý cuối năm bất kỳ sự phục hồi nào cũng đều rất khiêm tốn khi hầu hết các công ty đều bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu ở thị trường Trung Quốc và các thị trường mới nổi. Tối ngày 26 tháng 10 vừa qua, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia Bungklok cho biết nước này sẽ công bố quyết định về việc nhập khẩu gạo từ một số quốc gia châu Á trong vòng 2 tuần tới. Trong bối cảnh Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến sản lượng gạo trong nước, nước này đang cân nhắc về việc có nhập khẩu gạo từ Việt Nam và một số nước châu Á khác hay không. Quyết định về việc này sẽ được công bố trong 2 tuần tới. Ông Zarod Kusumayati, giám đốc điều hành Bullock cho biết, Indonesia sẽ nhập khẩu gạo nhưng khối lượng cụ thể thì vẫn còn đang được tính toán. Việt Nam cam kết sẽ xuất khẩu 1,5 triệu tấn nhưng trong thời gian cấp bách, họ có thể chỉ cung cấp được 1 triệu tấn. 500.000 tấn còn lại Indonesia có thể sẽ nhập khẩu từ Thái Lan, Myanmar, Campuchia hay Pakistan. Quyết định về nhập khẩu gạo được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo đang cố gắng theo đuổi việc tự túc thực phẩm để bảo vệ người dân trong nước trước giá lương thực tăng. Hồi tuần rồi, khoảng 63.000 tấn gạo từ Việt Nam đã được chuyển lên tàu để đưa sang Indonesia. Thưa quý vị, tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc có dấu hiệu tăng nhẹ trong quý 3, báo cáo vừa được Bộ Nhân lực và An ninh xã hội nước này công bố. Tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc được thống kê dựa vào số lượng công nhân ở khu vực thành thị, chưa bao gồm hàng ngàn lao động nhập cư sống cách thành phố lớn và một bộ phận không nhỏ lao động nông thôn. Theo đó, Bộ Nhân lực và An ninh xã hội Trung Quốc cho biết, kết thúc quý 3, tỷ lệ thất nghiệp của nước này nằm ở mức 4,05%, tăng 0,01 so với quý trước đó. Mặc dù vậy, tỷ lệ này vẫn được cho là khả quan so với con số 4,5% ở dự đoán trước đó của các chuyên gia. Từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc luôn dao động ở mức trên dưới 4%. Trong 9 tháng đầu năm nay, thị trường lao động Trung Quốc đã có thêm 10,66 triệu việc làm mới, vượt chỉ tiêu tạo ra ít nhất 10 triệu việc làm trong năm 2015 của chính phủ nước này. Cũng theo Bộ Nhân lực và An ninh xã hội Trung Quốc, thị trường việc làm trong nước vẫn đang phát triển ở mức ổn định. Khép lại những thông tin ở khu vực châu Á, Minh Vi xin mời quý vị một lần nữa quay trở lại với những thông tin nổi bật trong nước. Tăng trưởng mạnh, Việt Nam vào top 10 nước có thời lượng xem video cao nhất. Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020.